Nữ diễn viên Thúy Diễm vừa có bài đăng hài hước khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ khoe thêm ông chồng mới ở Hà Nội. Sau 6 tháng ra Bắc quay phim, giờ đây cô hào hứng có thêm một ông chồng mới, mặc dù đã cưới Lương Thế Thành. Vừa qua trên trang cá nhân, Thúy Diễm bất ngờ đăng hình ảnh hai ông chồng là Lương Thế Thành và Vũ Tuấn Việt với thân hình sáu múi đỉnh cao. Hai người đàn ông có body nóng bỏng này làm cô phân vân không biết nên về nhà hay không. Ngày cuối xong phim, chuẩn bị về Sài Gòn sau 6 tháng ở Hà Nội, chồng Thiệt và chồng trong phim kiểu anh Thiệt về lẹ đi em, anh trong phim đừng về em. Thế nhưng ngay sau đó, Thúy Diễm lại quay xe than thở trước tình cảnh dở khóc dở cười dù mang tiếng nhiều chồng. Cô cho biết, hành lý về Sài Gòn của tôi sau 6 tháng mà lúc cần khiêng đồ về thì không có một anh sáu múi nào. Được biết, Thúy Diễm vừa hoàn tất những cảnh quay cuối cùng của vai Mỹ Đình trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Trong phim, cô có tuyến tình cảm với nhân vật nam do Tuấn Việt đảm nhận. Để hoàn thành bộ phim, Thúy Diễm đã bay ra Hà Nội và làm việc 6 tháng tại đây. Đây cũng là trải nghiệm rất khó quên đối với cô cũng như ekip làm phim khi có những cảnh quay tắm mưa dịp Giáng sinh giá rét, làm việc trong thời tiết của ngày nồm. Ở những tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Mỹ Đình nhận về không ít gạch đá vì những hành xử thiếu suy nghĩ. Đối với việc bị nhiều khán giả ghét, Thúy Diễm đón nhận rất tích cực. Tôi nghĩ rằng dù nhân vật của mình hơi ngốc nghếch nhưng vẫn là người tốt, đáng yêu và dễ thương. Bên cạnh những bình luận tiêu cực, tôi vẫn thấy có một lượng khán giả mới yêu mến mình sau vai diễn này. Dĩ nhiên, mình không thể nào làm hài lòng tất cả và mỗi vai diễn đều có màu sắc khác nhau, nên tôi không ngại chuyện nhân vật bị khán giả ghét hay chửi. Thậm chí tôi cảm thấy vui bởi vai diễn nhận được phản hồi của khán giả. Đó cũng được xem là thành công của nhân vật và bộ phim. Ngược lại, nếu người xem không có phản ứng hay bình luận thì chắc chắn mình đã không gây ấn tượng và làm không tốt. Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, không chỉ tài năng mà còn có một tổ ấm hạnh phúc. Mới đây nhân dịp 8 năm ngày cưới, Lương Thế Thành đăng tải loạt khoảnh khắc tình vẻ bình bên bà xã. Anh ngọt ngào nhắn nhủ, thời gian qua lẹ quá, vợ chồng mình sắp đạt tới cột mốc 10 năm rồi. Chúc vợ của anh thật nhiều sức khỏe, chúc cho gia đình nhỏ của mình càng ngày càng ấm áp và hạnh phúc. Nắm tay anh đi cho hết đoạn đường đời này nha em, yêu em nhiều lắm. Thúy Diễm và Lương Thế Thành bắt đầu quen nhau khi cùng hợp tác trong phim Ranh Giới Tình vào năm 2013. Năm 2016, cả hai tổ chức đám cưới dưới sự chung vui của nhiều bạn bè đồng nghiệp. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên Bảo Bảo. Những ngày đầu tiên về chung một nhà, Thúy Diễm cho biết cô thấy mình thua thiệt ông xã nhiều thứ. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình đã giúp nữ diễn viên nỗ lực nhiều hơn để trở thành một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt. Thúy Diễm cảm thấy hạnh phúc khi có ông xã biết lắng nghe vợ, để ý và quan tâm những điều nhỏ trong cuộc sống. Cả hai dành thời gian rảnh cùng con đi du lịch, trải nghiệm để lấy năng lượng tiếp tục hành trình trong nghệ thuật. Anh Thành luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi. Anh ấy không chỉ là chồng mà còn là đàn anh trong nghề. Tôi luôn hỏi ý kiến và được anh hướng dẫn diễn xuất cho. Mỗi khi có cảnh nóng, vợ chồng tôi rất thoáng với nhau. Đôi khi xem lại, ông xã còn nói, cái này diễn gượng quá, phải làm như thế này như thế kia. Thúy Diễm từng tiết lộ.